Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An dự báo trên địa bàn toàn tỉnh đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, trong cơn dông cần đề phòng sét lốc và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 95%, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo mực nước cho ngày mai 15 tháng 7 trên địa bàn tỉnh Long An. Ở khu vực phía bắc của tỉnh, mực nước ở đây lên theo kỳ triều cường rằm tháng 6 âm lịch. Tại trạm Mộc Quá, mực nước dự báo vào ngày mai là 0,66m, tại trạm Tân Hưng là 0,78m, riêng trạm Vĩnh Hưng, mực nước được dự báo là 0,89m. Ở trạm Khương Điền B, mực nước đo được cũng là 1,07m và 0,78m là mực nước tại trạm Vĩnh Đại. Đối với khu vực phía Nam, mực nước ở đây lên theo kỳ triều cường rằm tháng 6 âm lịch. Trong ngày mai sẽ có hai lần xuất hiện đỉnh triều trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ và 15 giờ đến 17 giờ. Theo đó, tại trạm Tân An, mực nước dự báo ngày mai là 1m và trạm Bến Lức là 1,15m. Đỉnh triều ở hai trạm này đều xuất hiện trong thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An dự báo trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ, chịu ảnh hưởng chính bởi gió mùa Tây Nam có xu hướng giảm dần về cường độ, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Trung Trung Bộ hoạt động yếu dần. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, đêm nay có mưa rào vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to, trong cơn dông cần đề phòng sét lốc và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 33 độ. Đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, đêm nay có mưa rào vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét lốc và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 32 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.